Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam. Hôm nay thì mình hơi bị rảnh rỗi nên có qua trạm Nhật Tảo để chơi. Mình tình cờ mua được hai em, một em đấy là iPhone 2 và một em là iPhone 3. Rất tiếc là iPhone 2 hiện tại thì vẫn chưa sửa được, nên vẫn chưa lên. Thì ở đây mình đang có chiếc iPhone 3, nhưng điều đặc biệt đấy là chiếc iPhone 3 này đang chạy ở iOS 2.1, như mình đã đăng ở trên cái phần cộng đồng để cho chia sẻ với các bạn. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm lại cái iOS 2.1 để xem rằng là với cái đời iOS cũ tổ thì nó có mượt như ra hồ đồ hay không. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng là với những cái icon này thì nó vẫn sẽ được thiết kế theo dạng 3D. Nó giống như kiểu là những icon mà chúng ta đã thấy trên những cái phiên bản iOS 6.1.2 hay là iOS 6.1.3, nó không khác biệt quá nhiều. Nhưng mà những thứ nó khác biệt đó là chúng ta sẽ không có cái khu vực notification, tức là cái khu vực thanh thông báo đấy các bạn. Bởi vì là đây là một trong những phiên bản iOS đầu tiên nên có thể Apple vẫn chưa nghĩ ra được những cái phần đó để có thể thêm vào. Và thứ hai đấy là đây, các bạn sẽ nhìn. Đó, đây chính là cái màn hình khóa, phải gọi là một trong những màn hình khóa cụ tổ. Bởi vì ngày xưa mình cũng rất là thích cái kiểu màn hình khóa như thế này, khi mà mình đã phải mang cái screen lock của iPhone lên những cái chiếc máy Android. Ngày xưa thì mình cài lên cái chiếc Sky A760 và cái chiếc Samsung Galaxy Ace. Và bây giờ thì nhìn lại nó, mình vẫn thấy một cái sự gì đó nó rất là phấn khích. Và đặc biệt đấy là khi các bạn gọi điện tới cái chiếc máy này thì nó cũng ra một cái thanh Slide to Answer rất là hay. Và bởi vì đây là một trong những phiên bản iOS đầu tiên, lúc đó thì thị trường Việt Nam vẫn chưa được bán những chiếc máy này, vẫn chưa có những phiên bản quốc tế mà chỉ dành cho thị trường Mỹ là chính, nên là ở trong cái chiếc máy này chúng ta cũng sẽ không có tiếng Việt. Ở đây thì mình cũng sẽ show đến cho các bạn xem về phiên bản iOS About, đây, Best Version 2.1. Wow. Và để mà bây giờ để kiếm được một chiếc iPhone 3 mà vẫn chạy những phiên bản iOS 2.1 như thế này thì quả là khó. Và như ở đây thì mình cũng đang bắt đến mạng Wi-Fi hoàn toàn bình thường nha. Wi-Fi, Bluetooth dùng hoàn toàn bình thường. Search search, đấy các bạn thấy chưa, Ngọc Trần Studio. Mình sẽ bấm vào đây. Đấy là tại vì mình lỡ tay bấm cancel nên là nó kết nối với cái H2 Studio rồi. Nhưng không sao, miễn sao là nó vẫn bắt được wifi một cách bình thường. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là giang hồ thường hay đồn bảo là iOS càng thấp dùng càng mượt, nhưng mà đối với phiên bản 2.1 này thì nó lại không được như thế. Hoặc là cũng có thể là do cái chiếc iPhone 3 này cấu hình quá cùi, thế nên là nó không thể mượt mà được. Các bạn nhìn này, những thao tác khi mà mình vuốt này, đấy, nó vẫn sẽ có hơi giật nhẹ. Và kể cả khi mà mở lên cái phone này, nó cũng hơi giật. Và mình đi vào cái phần camera đi. Đó, xây cái giao diện màn chụp cổ điển, mình gọi là bá con nó luôn. Và chúng ta sẽ chụp này, sạch, che vào, mở ra. Sạch, che vào và mở ra. Và lưu ý đấy là với những phiên bản iPhone 3 cũng như 3GS thì chúng ta sẽ không có camera ở phía đằng trước. Nên là ngày xưa nếu như muốn tự sướng selfie ở trên chiếc máy này thì chỉ có một cách, đấy là quay ra phía mặt trước và bấm mò vào thôi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng. Khi đó thì cái phím này vẫn chưa dùng được nha các bạn. Bấm phím tăng giảm âm lượng thì nó vẫn sẽ chỉ là tăng giảm âm lượng mà thôi. Và các bạn sẽ phải mò vào đây và bật xoẹt. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem bức ảnh vừa nãy mình chụp. Đấy, các bạn thấy chưa? Một phần khuôn mặt của mình này. Ngày xưa thì độ phân giải này đã gọi là quá là nét rồi. Bây giờ thì nó quá là cùi bắp luôn. Và khi mà chúng ta mở một số ứng dụng khác, ví dụ như là Text thì sao, thì nó cũng khá là chậm, bởi vì là một phần là do cấu hình nữa. Và đây thì các bạn sẽ thấy rằng FE Credit, cái này là của chủ cũ rồi. Chúng ta sẽ mở ra một số cái tin nhắn từ nhà mạng. Bởi vì là hiện tại thì chiếc máy này sẽ chỉ gắn được SIM lớn mà thôi, nên là mình không thể nào mà gắn được cái nano SIM của mình vào, nên sẽ không thể nào mà kích hoạt lên được sóng. Nhưng mà vừa nãy khi mà mình trước lúc mua ấy, thì cái anh chủ tiệm có gắn cái SIM vào đây, mình thấy là nó vẫn nhận 3G hoặc là bình thường. Như vậy là mình đã có một chiếc iPhone với cái iOS từ đời cụ tổ dùng rất là ngon lành, và có thể sử dụng nó như một chiếc máy để sưu tập. Và cùng với đây thì mình sẽ có một chiếc iPhone 2G. Mình sẽ cố hết sức để có thể là cứu sống cái chiếc iPhone 2G này. Còn nếu không mà cứu được, còn nếu mà không cứu được ấy, thì mình sẽ để nó một góc để giống như kiểu là làm tượng trưng, tưởng nhớ đến một thời và làm bộ sưu tập. Và trên đó là video mình chia sẻ đến các bạn về cái phiên bản iOS 2.1, cái phiên bản iOS cụ tổ của những chiếc iPhone. Và các bạn thấy sao về phiên bản iOS 2.1 này? Các bạn có hứng thú với nó hay không? Xin một comment để lại cái trải nghiệm của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.